những loại vũ khí mạnh nhất mà quân đội Việt Nam đang sở hữu. Chào mừng các bạn quay trở lại với News TV. Các bạn thân mến, hiện nay hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển là xu thế chủ đạo của thế giới. Tuy nhiên chúng ta cần nhận thức rằng không có gì là tuyệt đối. Các cường quốc thế giới với tham vọng của mình không ngừng bành trướng nhằm đạt được ngày càng nhiều lợi ích, tiến tới chi phối thế giới theo ý muốn. Việt Nam chúng ta với một vị trí địa lý được ví như cửa ngõ Đông Dương, cùng một vùng biển rộng lớn là tuyến đường hàng hải nhộn nhịp của khu vực và thế giới không khó để nhận ra việt nam hiện là nơi mà nhiều nước muốn nhúng tay vào để chia sẻ miếng thịt béo này nhận thức được điều này việt nam không giây phút nào ngừng việc cường hóa quân đội để trở nên mạnh mẽ tạo sức răn đe nhất định trước các thế lực khác và một trong những nội dung được chú ý phát triển nhất trong quân đội việt nam chính là các loại vũ khí hiện đại hôm nay để khám phá thêm về sức mạnh của quân đội việt nam chúng ta cùng điểm qua các loại vũ khí mạnh nhất mà quân đội nhân dân việt nam đang sở hữu Đầu tiên chúng ta cùng xem qua vũ khí của lực lượng hải quân. Không quá khi nói hải quân Việt Nam hiện là một trong những lực lượng hải quân tiên tiến và hiện đại nhất trong khu vực. Một trong những loại vũ khí đắt đỏ và nguy hiểm bậc nhất trong tay quân đội nhân dân Việt Nam hiện tại chính là hạm đội 6 chiếc tàu ngầm Kilo thuộc dự án 636 mua từ Nga. Đây là lực lượng trụ cột trong năng lực tác chiến chống ngầm của Việt Nam. Việc mua tàu Kilo và lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên ra đời vào năm 2013 được đánh giá là mở ra trang sử mới trong lịch sử phát triển của hải quân Việt Nam. Kilo thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel điện, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Đây là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ ba, loại tiền tiến nhất thế giới, dài gần 74m, rộng 10m, lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý một giờ, tức là 37 km một giờ, lặn sâu tối đa 300m, hoạt động độc lập 45 ngày đêm, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533mm, song vũ khí uy lực nhất là tổ hợp tên lửa hành trình Đa Năng Club S. Tổ hợp này gồm ít nhất 5 mẫu tên lửa khác nhau, giúp chỉ huy tàu ngầm lựa chọn linh hoạt vũ khí trong tác chiến. Tàu ngầm Kilo 636 vận hành tốt trong vùng biển nông, có khả năng di chuyển ở gần khu vực đáy biển hơn các loại tàu ngầm tấn công khác. Nhờ công nghệ hiện đại làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp Kilo, tàu ngầm có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm hiện đại ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị phát hiện. Nhờ vũ khí hiện đại và khả năng ẩn mình gần như hoàn hảo, Kilo 636 được Hải quân Mỹ mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương. Tiếp đến là dàn các tàu hộ vệ kiểm bát 3.9 được chúng ta mua từ Nga. Hiện tại trong biên chế của chúng ta đang có 4 tàu hộ vệ loại này, dự kiến trong tương lai sẽ nhận thêm 2 chiếc nữa từ Nga. Đặc biệt hai chiếc sắp tới chúng ta nhận sẽ được trang bị giếng phóng tên lửa thẳng đứng, Tàu hộ vệ Gepard 3.9 là tàu chiến đấu được sản xuất tại Nga, có thể hoạt động tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng không quân, tàu ngầm để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển. Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 có khả năng tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm, tàu mặt nước, máy bay địch. Ngoài ra, tàu còn có khả năng thả thủy lôi, bảo vệ cho đoàn tàu vận tải và chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Với việc đặt mua 6 chiến hạm kẹp 3.9, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ nâng cao sức mạnh đáng kể nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Về phương diện phòng không, Việt Nam hiện cũng đang sở hữu dàn tên lửa phòng không S-300 PMU-1 của Nga, loại tên lửa phòng không từng mang danh mạnh nhất thế giới trong quá khứ. Mặc dù so với các thế hệ máy bay tàng hình ngày nay, S-300 PMU-1 có phần tỏ ra thua thiệt, tuy nhiên có thể khẳng định Loại tên lửa phòng không này đủ sức vít cổ mọi loại máy bay thế hệ 4 cộng cộng phổ biến hiện đại trên thế giới. S300PMU1 là phiên bản cải tiến của hệ thống S300P, được ra đời vào năm 1992 và nhanh chóng gây được sự chú ý. S300PMU1 ra đời với khả năng phóng đi loại tên lửa mới, lớn và dài hơn so với tên lửa 48N6 được sử dụng trong những mẫu S300 đầu tiên. Chính thức được giới thiệu vào năm 1999. S-300PMU-1 là hệ thống đầu tiên sở hữu đồng thời khả năng phóng hai loại tên lửa trong một hệ thống duy nhất. Tên lửa có khả năng đồng thời tiến công, tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không và đối phó với các loại máy bay hiện đại từ tầm thấp đến tầm cao. Tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật và một số kiểu tên lửa đạn đạo chiến lược trong mọi điều kiện thời tiết, ngày hay đêm. Với lực lượng tăng thiết giáp, chúng ta được tăng cường sức mạnh với dàn xe tăng chủ lực T-90S SK được đánh giá là hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay. Xe tăng T-90S là phiên bản xuất khẩu của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A nổi tiếng, thiết kế xe tăng đầu tiên của Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Về tính năng của T-90A thì không cần phải chứng minh gì nhiều qua những màn thể hiện không thể thuyết phục hơn của nó tại chiến trường Syria và chiến trường Nagorno-Karabakh. T-90A cho thấy sự ly đòn vô cùng ghê gớm trước các loại tên lửa chống tăng và khả năng hoạt động vô cùng tuyệt vời. Xe tăng T-90S SK Việt Nam không chỉ hội tụ những ưu điểm như hòa lực mạnh, bởi pháo chính 2A46M cỡ 125mm cực kỳ uy lực, lớp giáp dày cùng sự bổ sung giáp phản ứng nổ thế hệ 2 tiên tiến Contact 5 của Nga và hệ thống phòng vệ chủ động Stora 1M với đặc trưng là cặp đèn nhiễu OTSU 17M thì nó còn có một phòng không chống mục tiêu bay tầm thấp vô cùng đáng gờm có thể tự bảo vệ mình trong một số trường hợp thiếu thốn ở phòng không lục quân. Vũ khí chống mục tiêu bay mạnh mẽ nhất của T-90S SK không phải là súng máy phòng không mà là tên lửa chống tăng có điều khiển 9M119M Reflex-M có thể phóng qua từ nòng pháo chính 2A46M cỡ 125mm. Tên lửa sử dụng nguyên lý lái bám chung laser có thể điều khiển sử dụng đầu đạn nổ lõm kép với vận tốc bay 800m trên giây, tầm bắn tối đa lên tới 5.000m. Đây là một loại vũ khí tuyệt vời với xác suất đánh trúng mục tiêu vẫn là 80% ở khoảng cách tấn công tối đa là 000 m Khả năng có thể xuyên tới 700 đến 750mm thép cán đồng nhất hoặc 650 đến 700mm thép cán đồng nhất phía sau giáp phản ứng nổ. Đây là sức mạnh cực kỳ ghê gớm có thể hạ cục cả những loại xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới hiện nay chỉ với một phát bắn. Khả năng phòng không tầm thấp trong phạm vi 000 m trở xuống của xe tăng T90S SK Việt Nam cũng là rất ấn tượng. Ở khoảng cách này, bất cứ một mục tiêu bay thấp nào cũng đều bị đe dọa. Nhiều nguồn tin cho biết hiện tại Việt Nam đang sở hữu 60 xe tăng loại này, nhưng trong tương lai rất có thể chúng ta sẽ tiếp tục đặt hàng, nhập biên thêm một loạt để bổ sung sức mạnh cho lực lượng tăng thiết giáp. Về lực lượng tên lửa chống hạm, Việt Nam hiện đang được trang bị loại tên lửa K-300 Barson P, loại tên lửa chống hạm chứ danh từng được Nga xuất khẩu trong quá khứ. Để hiện đại hóa lực lượng tên lửa bờ, trong những năm gần đây, Việt Nam đã đặt mua của Nga hai tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển tối tân K-300P, Barsen P. Mỗi tổ hợp trang bị 36 đạn tên lửa hành trình siêu âm, có cánh Yakot, đạt tầm bắn xa 300 km và tốc độ bay siêu nhanh gấp 2,5 lần tốc độ âm thanh. Hệ thống tên lửa này còn cho phép Hải quân Việt Nam phóng đi loại tên lửa hành trình chống hạm P-800 Onyx, vốn được thiết kế để gây thiệt hại hay thậm chí bắn chim chiến hạm trên mặt nước của đối phương. Loại tên lửa chống hạm này có tầm hoạt động tối đa tới 350 km với mục tiêu trên biển hoặc 450 km với mục tiêu trên đất liền. Tốc độ tối đa Mach 2,5 và mang theo đầu đạn nặng 250 kg, đủ sức đánh chìm mọi loại hộ vệ hạm chỉ bằng một phát bắn trúng đích duy nhất. Sau khi đưa vào trang bị, K-300P 3 P đã giúp Hải quân Việt Nam trở thành lực lượng sở hữu các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển mạnh và hiện đại nhất trong khu vực Đông Nam Á. Cuối cùng không thể nhắc tới sức mạnh của không quân Việt Nam khi được trang bị 35 máy bay chiến đấu Su-30 MK2. Việt Nam hiện cũng đang là quốc gia có quân số Su-30 MK2 nhiều nhất thế giới. Su-30 MK2 với biệt danh Hồ Mang Chúa là thế hệ máy bay chiến đấu hiện đại nhất của không quân Việt Nam hiện nay. Nó đảm đương hầu như mọi chức năng, từ chiếm ưu thế trên không, tuần tra bảo vệ không phận cho tới tấn công mục tiêu mặt đất, mặt nước, thông qua vũ khí có và không điều khiển. Hình ảnh thường thấy của Su-30 MK2 khi nó tham gia diễn tập bắn đạn thật mà truyền hình hay đăng tải chỉ là mang theo bình rocket S8 cỡ 80mm. Sở dĩ chọn vũ khí này là do nó kiểm tra được chính xác nhất trình độ của phi công thông qua thao tác ngắm bắn. Còn trong cấu hình trực chiến, Su-30 MK2 được trang bị các loại tên lửa dẫn đường uy lực mạnh như KH-29L hoặc KH-29TE tầm bắn 30km, mang theo đầu đạn nặng với 320kg, đủ sức đánh chìm chiến hạng cỡ lớn chỉ với một phát bắn. Bên cạnh tên lửa tấn công mặt đất, mặt biển, Su-30 Mk2 khi thực hiện những nhiệm vụ này vẫn có thể mang theo tên lửa không đối không như R-73E hoặc R-27R để tự vệ trước tiềm kích đối phương. Tuy nhiên, cấu hình tấn công mạnh nhất từng được nhìn thấy trên những chiếc Su-30 Mk2 của Việt Nam là có thể mang theo tới hai tên lửa chống hạm siêu âm tầm ngắn KH-31A tại điểm treo hạng nặng ngay dưới cửa hút gió. Tên lửa KH-31A hiện tại vẫn là vũ khí chống hạm chủ lực của tiêm kích Su-30 Mk2, có tầm bắn 50 km, trang bị đầu đạn trọng lượng 95 kg. Khi mới phóng đi, bốn động cơ rocket nhiên liệu rắn sẽ được kích hoạt, đưa tốc độ tên lửa tới max 1,8. Chúng sẽ được cắt bỏ khi hết nhiên liệu. Sau đó động cơ phản ứng chính của tên lửa sẽ hoạt động, đẩy vận tốc tối đa lên tới max 3,5, khiến hệ thống phòng không hạm tàu đối phương cực kỳ khó bắn hạ. Với số lượng tiêm kích Su-30 Mk2 lớn nhất thế giới hiện nay. Việt Nam là một nước có lực lượng không quân mạnh mẽ và có sức uy hiếp cao trong khu vực. Dù những vũ khí trên chưa phải là hiện đại nhất thế giới, nhưng sự uy hiếp của nó với những thế lực đang có ý định xâm phạm Việt Nam là không thể bàn cãi. Với chiến lược ngoại giao mềm dẻo khéo léo, trong tương lai, Việt Nam có thể sẽ giành được nhiều dự án mua vũ khí của các nước trên thế giới, góp phần nâng cao năng lực tác chiến của quân đội Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam với tinh thần tự lực tự cường hiện cũng đang phát triển rất mạnh về công nghiệp quốc phòng. Và đã có những thành tựu nhất định được thế giới công nhận. Hy vọng một ngày không xa, ngoài những vũ khí mua của các nước khác, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những vũ khí made in Việt Nam. Video đến đây là hết. Các bạn nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại comment cho chúng mình biết nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.